thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại có một cái thực đơn mới hơn một chút là chương trình tặng hoa của các chi hội tỉnh bạn. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị trưởng đoàn của các tỉnh bạn lên sân khấu. Xin mời chi hội Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quốc Dũng. Chi hội Ninh Bình, đồng chí Phạm Minh Tuấn. Chi hội Nho Quan, đồng chí Đinh Thanh Bình. Chi hội Thái Bình, đồng chí Tô Long. Chi hội Hà Nam, đồng chí Ngô Văn Phòng. Chi hội Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Toàn. Chi hội Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Văn Chất. Chi hội Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thị Tâm. Chi hội Phú Xuyên, Thường Tín, đồng chí Nguyễn Thị Hòa. Chi hội huyện Xuân Thủy, đồng chí Đỗ Khắc Thông. Chi hội Hải Hậu, đồng chí Đỗ Huy Đệ. Xin mời các đồng chí lên sân khấu. Xin mời các đồng chí. Hôm nay cũng là một cái dịp tất cả hội trường, tất cả các chi hội của chúng ta, đặc biệt là chi hội Nam Định, chúng ta được chứng kiến các vị trưởng đoàn, các vị chi hội trưởng của các chi hội tỉnh bạn. Một lần nữa đề nghị các vị khẩn trương lên sân khấu. Và tôi đề nghị đồng chí Vũ Ngọc Được, chi hội trưởng chi hội Nam Định lên sân khấu. Và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, chi hội trưởng chi hội Hà Nội, đại diện các chi hội tỉnh bạn lên tặng hoa cho chi hội Nam Định. Xin trân trọng kính mời.